Cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển, xứ Hà Tiên linh hiền cơ quan. Lạ vậy, mình cũng thấy sợ, có cái điều như vậy. Bà lớn. Đây là thôi, là nó in gành gành trên vách đá vậy luôn đó. Như cô người dân ở đây hồi nào giờ cô có nghe người ta nói cái mặt người ở trên vách đá này chưa? Hồi nào tới giờ cô không từng thấy à? Không có từng nghe luôn. Hồi nào giờ cô ở đây là không từng thấy. Ở đây lâu rồi. Nhưng mà ở trên thạch động thì cái cảnh nó thì giống cái thạch động thiệt á. Giống cái chỗ hang thạch động đó, nhưng mà hồi nào tới giờ thạch động có đi lên chơi mà không có từng thấy. Cũng nghe bà con người ta chia sẻ nhưng mà thật sự là tụi con nhìn tụi con thấy mà nổi óc luôn á. Nguyên một cái mặt người mà hiện ra trên vách đá như vậy. Cũng có mà nó ở trong, nó mọc ở trong. Dạ. Như đầu thầy quỷ ở thì nó mọc đầu, cái đầu nhị quỷ. Dạ. Cái giải phóng Bắc Hồ cách mạng này nè thì nó mọc ở bên trong, nó có mọc bên ngoài. Cái này tôi mới thấy ở bên ngoài này thôi, tôi cũng có để ý. Nó chiếu như là kim cương. Mình nhìn gần thì mình không thấy gì hết, nhưng mà mình đứng từ xa. Mình xa đứng gần xa mới thấy ra cái đầu hình, cái đầu như là một khúc gì đó, thật cái đầu biến thiên, di sơn đảo hải, vùng biển thành vùng núi như thế này thì mấy anh chị em mình mới vô trong này mà khám phá và trải nghiệm được. Chứ còn ngày xưa là mình không bao giờ mà đi xuống dưới lòng biển mà đi vào những cái hang của những con thủy quái như thế này được cô chú anh chị. Hình như là nó tập trung ở khu vực này, tại vì khu vực này là nó rất là ẩm ướt, có nước nó sinh sống á, thành ra là ở đây rất là nhiều. Cô chú anh chị, các bạn thân mến, hôm nay ngày 16 tháng 4 năm 2024 tây lịch, Nam đã trở về tỉnh Kiên Giang và đây là thành phố Hà Tiên. Để cùng cô chú anh chị các bạn, mấy anh chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm một cái hiện tượng lạ vừa xuất hiện gần đây mà em vừa được bà con cho hay và cũng như tìm hiểu được. Thì khoảng thời gian gần đây là bỗng nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt ở trên vách đá, nhìn rất là bí ẩn, nhìn chằm chằm ra ngoài biển. Và em không biết là cái nguồn tin này nó có thật hay là không, hay là do người ta thiêu dệt. Thì ngày hôm nay mấy anh chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu vấn đề này. Và một vấn đề nữa là cô chú anh chị mình, năm nay thì có quá nhiều những cái sự kiện lạ thường nó xảy ra, không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả nước ngoài cũng thế. Như tình hình hiện giờ bên nước ngoài rất là căng thẳng giữa Iraq, Iran. Thật là may mắn cho mấy anh chị em mình là sanh ra và lớn lên ở đất nước Việt Nam, không có phải hứng chịu những cái cảnh khổ như thế này. Là hiện tại bây giờ là những người dân ở bên nước ngoài họ đang rất là khổ sở khi phải đối mặt với chiến tranh. Mà cô chú anh chị mình biết, khi mà chiến tranh xảy ra thì khổ nhất là người dân. Một cảnh hết sức là đau lòng và thương tâm. Bầu trời tan tóc, chìm đắm trong một màu đau thương. Ngày hôm nay thì em trở lại khu vực tỉnh Kiên Giang và thành phố Hà Tiên để tìm và xác minh một sự việc. Cái mặt người nhìn ra biển vừa xuất hiện. Nếu như mà mình nhìn theo cái sự bình thường của cuộc đời á, mình thấy những cái chuyện này nó rất là bình thường, không có gì để đáng lưu tâm. Nhưng mà đối với những người mà người ta theo về cái chủ nghĩa tâm linh á, thì người ta sẽ thấy rất là rõ về những cái chuyện lạ nó đang dần xảy ra. Và những cái lời tiên tri của các bậc tiền bối xưa như cụ Trạng Trình, rồi Đức Phật Thầy Tây An, ông Sư Giải Bán Khoai, rồi Đức Bổn Sư, Đức Cử Đa, và của trong Tứ Thánh, và ngay cả Đức Huỳnh Giáo Chủ, thì những lời tiên tri nó cũng đang dần ứng hiện rồi đó cô chú anh chị các bạn. Nếu mình chịu lưu tâm để ý một xíu mình sẽ thấy
Rồi thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị các bạn cùng đồng hành với em nha. Mấy anh chị em mình sẽ đi tìm cái khuôn mặt người bí ẩn nhìn ra biển đó. Đây ha cô chú anh chị, đây là cái khu vực gọi là hang của cá sấu ngày xưa. Cô chú anh chị mình thấy là những cái vết mà núi ở Hà Tiên rất là đặc biệt luôn. Nó có những cái lằn như là nước biển ăn mòn vậy đó. Tại vì cái khu vực Hà Tiên này theo em tìm hiểu ngày xưa nó là một vùng biển, và đây là những cái bãi đá ngầm. Và sau những lần di sơn đảo thủy thì vùng này nó trồi lên, và những ngọn núi này là những bãi đá ngầm dưới biển ngày xưa. Theo như em được biết đó thì cái khuôn mặt mà lộ ra ở trên vách đá đó, nhìn chằm chằm ra biển thì cũng nằm gần cái khu vực này, nhưng mà em chưa biết chính xác cái vị trí ở đâu, cho nên là bây giờ mấy anh chị em mình phải đi tìm hiểu, phải đi tìm thôi. Tìm mà không biết cái vị trí ở đâu thì cũng hơi khó. Cô chú anh chị cùng đồng hành hết video này với em nha. Bây giờ thì em sẽ tiến gần gần vô trong những cái hang hốc này để ghi hình cho cô chú anh chị mình xem những cái nơi trú ngụ của những loài thủy quái ngày xưa ở vùng biển Hà Tiên. Mùa này hình như là mùa hè hay gì mà mấy con ve nó kêu quá chừng ở trên núi luôn kìa. Thì sẵn này cũng khi mà mình vừa đi vô trong cái hang cá sấu thì em cũng mời cô chú anh chị các bạn cùng xem một đoạn video về một cái cuộc mà chiến tranh đang diễn ra ở Iraq, Iran. Phải nói là chúng ta rất là may mắn khi mà được sanh ra ở Việt Nam, đất nước chúng ta thanh bình chứ không có đau khổ như những người dân ở nước ngoài. Nhìn thấy những cái cảnh tượng rất là đau xót của chú anh chị ơi. Trong sớm trạng trình có đoạn tiếp: Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Ông sư giải bán khoai cũng nhận định như vậy, nên có nhiều bản viết như: Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xiết chi ưu phiền, rồng bay sao xiến nào yên, rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Bây giờ thì em đã tiếp cận vô gần khu vực của hang của những con thủy quái ngày xưa, tức là hang của những con cá sấu nè cô chú anh chị. Những cái hốc, những cái hang ở đây lởm lởm như thế này là ngày xưa cá sấu nó trú ngụ ở đây rất là nhiều. Vùng này thì ngày xưa là còn chìm ở trong biển nước, và đây là những cây đước nè cô chú anh chị. Cá sấu nó ở riết mà lâu ngày nó tạo thành những cái hốc hang như thế này nè. Đó, rồi nó rất là bóng luôn. Ở đây nè, mình rờ lên một cái nó bóng lưỡng luôn á cô chú anh chị ơi. Nhìn ghê lắm luôn á. Cái này mà bình thường đi mình chắc không dám. Bây giờ thì nước là nó vào cái mùa khô hạn này nó cạn rồi, chứ vào cái mùa nước là ở đây là nó lỉnh bỉnh nước luôn. Những cái hốc hang nó rất là sâu luôn á cô chú anh chị. Cá sấu nó trường nó lết riết mà ngày xưa riết mà bây giờ ở trong này là mình nhìn là nó bóng dờn luôn kìa cô chú anh chị mình nhìn kìa, nó bóng lưỡng luôn đó. Và ở đây thì nó rất là rộng lớn nha, và nó rất là trơn. Em nghĩ là ở trong này hình như là có phân dơi và có dơi trú ngụ á. Vô đây là mình vừa mới vô đây thôi là mình nghe được cái mùi phân dơi rất là nồng nặc luôn. Tới đây thì nó tối hù à. Em phải ngừng máy để em đeo cái đèn vô em quay cho cô chú anh chị mình xem ha. Đây. Bây giờ thì em đã bật cái đèn lên rồi nè. Cô chú anh chị mình nhìn ở trong này cũng có những cái điện mà bà con người ta làm thành những cái điện người ta thờ phượng ở trong này. Ngày xưa mà cô chú anh chị mình tưởng tượng một vùng biển như thế này mà cá sấu nó bò ra bò vô á, nó làm hang riết rồi thành ra là
Bây giờ ở trong này rất là nhiều những cái hốc hang như thế này luôn. Đây nó tồn tại những cái hang rất là sâu, và nó ăn luồn những luồn như đây nè. Đó. Này mà sợ chắc em nghĩ không dám đi mình quá. Ôi, cái hốc trong này nó sâu kìa. Những cái đá ở bên trên này nó giống như là những cái hình mà răng cưa của cô chú anh chị. Em zoom máy lại gần của chú anh chị mình xem nè. Đó, nhìn như những cái răng á. Nhìn rất là giống những cái răng sắc nhọn của cá sấu á. Mà mình nghĩ đúng là một điều rất là đặc biệt là tại sao đá không mà nó chui riết mà nó thành ra những cái hang như thế này, là phải trải qua rất là nhiều năm luôn. Trong này có hai cái tảng gì á, nó rất là tròn. Đem bò vô gần đây. Bên dưới này còn những cái hốc sâu lắm, sâu nhỏ. Như này có những cái hốc nó rất là sâu nha. Ở đây nó cũng có những cái chỗ rất là chật. Cô chú anh chị mình nhìn cái đường nó láng, dữ dằn láng luôn. Úi dạ, mô Phật. Đây nó có những cái tảng đá như là đá vôi, nhưng mà nó rất là lấp lánh nha. Nè cô chú anh chị, không biết cô chú anh chị mình ở trong máy thì có thấy không, nhưng ở bên ngoài em nhìn là nó như là kim cương lấp lánh á. Đó, đó, đó. Cái thạch nhũ rất là đẹp của chú anh chị ơi. Hồi ôi coi nè, chiếu lấp lánh luôn á, như là kim cương vậy đó. Nè, em gọi cái đèn lên, đưa xuống cái máy nè, cô chú anh chị mình nhìn nè. Hồi coi kìa, khi mà có ánh sáng vô cái hang nó như kim cương luôn nè. Rất là đẹp không? Này mình nhìn ngoài mắt thường là rất là đẹp của chú anh chị ơi. Nhìn nó lấp lánh vậy đó. Và không biết là những cái thạch nhũ, những cái này thì nó không biết là nó tạo nên từ cái gì. Rờ vô thì nó rất là nhám. Mình cạo được luôn nè. Nó trắng tươi vậy. Lấp lánh nè. Chú anh chị mình nhìn cái thạch nhũ rất là đẹp luôn, như kim cương. Quá đẹp luôn hả cô chú anh chị. Cái này ở ngoài là mình không có dễ dàng gì mà mình thấy được, phải chui sâu vô trong này mình mới thấy được. Cô chú anh chị nhớ đồng hành hết video với em nha. Đây còn rất là nhiều. Wow. Ở đây những con cá sấu ngày xưa mà nó nằm nó trường riết mà coi kìa. Bóng lưỡng nó đang thui luôn á. Dưới này là nguyên một cái hốc. Nó như là một cái hồ ở bên trong này vậy đó. Mọi thứ là nó tối đen. Và cái này thì mình phải bò rất là cẩn thận nha, tại vì nó rất là trơn. Ừ.
coi mình đó kìa. Nhìn bên trên nè, đây là những cái thạch nhũ nè của chú anh chị. Hình như là nơi này dơi nó tập trung nó ở nhiều quá, thành ra là ở đây là ở dưới này em thấy là phân dơi rất rất là nhiều luôn. Đây rồi, đây rồi, những con dơi nó ở đây nè, đậy ở trên đó nó đeo kìa. Để em zoom máy lại. Ồ, con nó đu kìa, rất là nhiều luôn, nó tập trung ở chính giữa hang luôn, ở trung tâm luôn. Dơi hình như là nó tập trung ở khu vực này, tại vì khu vực này là nó rất là ẩm ướt, có nước nó sinh sống á, thành ra là ở đây rất là nhiều nha. Ở bên trên đó còn một cái hốc ăn lên rất là sâu nè. Ở đây là cái bầu không khí nó rất là ẩm ướt. Dơi nó bay. Ở bên này cô chú anh chị mình có thể thấy khu vực này nó đóng rong thành một cái màu xanh luôn. Còn ở đây thì những cái thạch nhũ. Cô chú anh chị mình nhìn mình tưởng tượng được ngày xưa sau những trận mà di sơn đảo hải thì những cái mà còn lại sau này là những cái tàn tích như thế này. Ngày xưa thì nước biển khá là cao của chú anh chị ơi. Cái này những tảng ở trong này nó như là chất khoáng á, nó rất là đẹp. Nè. Nó chiếu như là kim cương nè. Rất là đẹp ha cô chú anh chị. Em sẽ quay gần cho một xíu nha. Đây nè, nó chiếu đầy trên bề mặt luôn, như là kim cương á. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là những cái tàn tích còn lại của chú anh chị sau một trận mà biến thiên. Và những cái bãi đá ngầm như thế này ở dưới khu vực biển thì nó đã trồi lên và nó tạo thành một cái núi đầy đá luôn. Và đây ngày xưa khi chìm xuống biển thì nó là những cái hang của những con thủy quái, những con cá sấu. Và những cái khoáng bây giờ nó đóng lại thì nó chiếu lấp lánh như là kim cương, nhìn rất là đẹp. Cái này mình khó lòng mà nhìn ở bên ngoài mà mình thấy được. Anh Kha ơi, bên này như kim cương, bên này là nhiều lắm, nhiều. Đưa vô một cái nó chiếu lấp lánh vậy đó. Nguyên một cái bề mặt ở trên mặt hang này luôn. Nè cô chú anh chị mình thấy ha, nó rất là lấp lánh như kim cương á, như những ánh sao á. Rất là đẹp luôn, cái này ở ngoài là mình không thể nào mà mình thấy được. Tính ra là thế hệ của mấy anh chị em mình rất là may mắn luôn hả cô chú anh chị, được xem những cái vẻ đẹp của thiên nhiên như thế này. Chứ còn ngày xưa mà khi mà nó chìm dưới biển, mấy anh chị em mình muốn xem mấy cảnh này cũng đâu có xem được đâu. Rất là đẹp luôn nè. Bởi vì ở trên quả địa cầu của chúng ta nó tồn tại những cái gì đó đặc biệt thì mình không thể nào mà biết hết được hả cô chú anh chị. Và em cũng không biết là cái này nó là cái gì, nhưng mà nó như những cái thạch nhũ và nó chiếu rất là đẹp và nó rất là cứng nha. Nó như là
Nó như là đá vôi vậy đó, nhưng mà nó rất là cứng luôn. Ô em bẻ được nè. Khi mà mình nhìn bên ngoài bằng mắt thường thì cái này là nó rất là chiếu lấp lánh luôn, nhưng mà nhìn qua màn hình thì nó không có chiếu. Bên này là những cái thạch nhũ nè. Vô đây thì nó không khí nó rất là hạn chế, cho nên nó rất là khó thở, kèm thêm cái phân dơ nha cô chú anh chị. Những cái phân dơ nó rất là hôi. Đây có nhiều cái hốc hang quá chừng nè. Những hốc ở đây là nó rất là ẩm luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Ồ, cái hốc nó ăn sâu lên trên luôn kìa cô chú anh chị ơi. Ở trên này rất là nhiều những cái như là những cái thạch nhũ á. Nè, không biết cô chú anh chị mình nhìn thấy rõ không nha. Đây nè, rất là lạ không? Ở dưới này là thạch nhũ đầy luôn á. Nó như những cái đá mà như đá phèn nè, nhưng mà nó phát ra ánh sáng rất là chiếu luôn. Mình nhìn cái này nha, nó như là kim cương á cô chú anh chị ơi. Mình đúng là thật là may mắn vì được xem những cái như thế này. Rất là đẹp luôn. Theo như lời của những bậc tiền bối xưa cho biết thì đất nước Việt Nam của chúng ta rất là nhiều những cái khoáng sản mà con người ta chưa biết hết được. Thì mình không thể nào biết được ở sâu trong lòng biển và trong lòng đất thì nó có những khoáng sản gì đâu. Bây giờ thì chắc có lẽ là em sẽ di chuyển dần dần ra bên ngoài, tại vì ở đây thì nó là đường cùng rồi, và muốn vô nữa thì em cũng không thể nào mà vô được nữa, tại vì cái chỗ này là nó rất là nhỏ và cái khe dưới này thì nó rất là sâu, em không thể nào bò vô trong đó để mà ghi hình cho cô chú chị mình xem được nữa. Em sẽ đi trở ra từ từ, với lại là ở đây không khí nó bặc rồi cô chú anh chị. Mình cảm thấy nó một cảm giác rất là oi bức, rất là thiếu oxy, và nó cho mình một cảm giác rất là mệt luôn. Giờ thì em sẽ đi lần lần ra bên ngoài cô chú anh chị, đi theo cái lối mà có ánh sáng nè. Đây là một trong những cái hang phải nói là rất là đặc biệt. Nhưng mà khi mình vô trong này á, cô chú anh chị mình á không thể nào mà đứng lên được, mình phải ngồi mình bò trường á, chứ mình không thể nào mình đứng lên được cô chú anh chị ơi. Nó rất là thấp, rất là hẹp. Đây nè, những cái lỗ đá nó rất là mòn, này là phải trải qua rất là lâu luôn nó mới mòn được như thế này. Dạ. Đây nó có một cái hang rất là sâu và mình có thể nhìn được ánh sáng trong kia. Mình che mình vô luôn, ở đây bò được không? Chỗ nào mà bò được, đi được, khám phá được thì em sẽ bò trường, thậm chí là lết luôn để khám phá cô chú anh chị mình xem. Ôi dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nó rất là hẹp nha. Khu vực này em bị đụng đầu liên tục luôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
tồn động ở dưới này là những cái kẻ nó rất là sâu. Nghe được tiếng xe ở trong này hầu như là không phải là một hang đâu, mà nó cả trăm cái hang lận cô chú anh chị ơi. Nói cả trăm cái hang thì còn hơi ít á, không biết bao nhiêu hang mà nói luôn. Ở đây nó còn một cái hang đi rất là sâu nè, nhưng mà mình không biết được là nó sẽ ăn ruồng tới đâu. Nhưng mà không khí trong này thì nó rất là ngột luôn cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình nhìn ngày xưa nó, những con cá sấu nó bò nó trường riết mà nó bóng như thế này nè, rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mà mấy anh chị em mình mới vô trong hang cá sấu như thế này. Bên này thì nó có một cái khu vực hình như là nó có cát có đất gì đây. Nó như là những cái mảnh đá vậy cô chú anh chị ơi. Này nó giống như là những cái mảnh vỏ nghêu, vỏ sò vậy á. Những cái tàn tích của ngày xưa nè. Nè, nó như là những cái con mà ở dưới biển á, nó còn tới bây giờ luôn. Giờ em thấy cái lối ra ngoài kia, nhưng mà ở bên này thì mình không có thể nào mà mình bò ra được, cho nên là buộc lòng là mình phải đi trở lại qua đây thì mới có cái lối ra. Ở trong này thì rất là ngột. Ui da, Nam Mô A Di Đà Phật, bị đụng đầu. Ui da, vô trong này từ hồi vô cho tới bây giờ là em bị đụng đầu liên tục luôn. Đây những cái chỗ người ta thờ. Ở đây như người ta thờ, em thấy là thờ rất là nhiều luôn. Thờ Quan Âm nè, thờ Địa Tạng nữa nè. Cũng có thể là khi mình vô, mình vô khu vực này, nhưng mà khi mình ra thì mình ra một khu vực khác không chừng. Bên này thì nó còn trống trống nè, không biết là chúng ta sẽ đi được tới đâu. Em thấy ánh sáng ở bên kia, phía xa xa. Hồi nãy cũng có một phái đoàn, mấy người đi du lịch, người ta cũng đi vô trong đây. Ồ, đây em thấy. Đây nó có một cái thạch nhũ, nó cũng lấp lánh rất là đẹp nè. Quá đẹp à. Ồ, dài lên trên luôn, đây nguyên một bãi luôn. Cái hang này bên trong rất là rộng luôn. Dơi bay thì rất là nhiều, nhưng mà không khí thì nó rất là ngọt của chú anh chị ơi. Bây giờ em cảm giác rất là mệt luôn, phải đi ra của chú anh chị. Mồ hôi em bây giờ nó như tắm rồi nè. Mình thấy những cái vết mòn không thể nào mà mình ngờ được là những cái vết này nó lại xói mòn như thế này. Ở đây nó như là đóng rông luôn. Bây giờ mà mấy anh chị em mình mà ngồi đây mà tưởng tượng, không thể nào tưởng tượng nổi một ngày nào đó mà chúng ta lại đi xuống những cái tàn tích ở dưới lòng biển như thế này, những cái hang của những loài thủy quái như thế này nó cư ngụ, những con cá sấu. Chỉ có biến thiên, di sơn đảo hải, vùng biển thành vùng núi như thế này thì mấy anh chị em mình mới vô trong này mà khám phá và trải nghiệm được. Chứ còn ngày xưa là
mình không bao giờ mà đi xuống dưới lòng biển mà đi vào những cái hang của những con thủy quái như thế này được cô chú anh chị. Ý là bây giờ cạn rồi mà chúng ta đi vào vẫn còn cảm giác sợ. Đừng nói chi mà ngày xưa mà còn một vùng biển mà cái vùng này nó chìm ở dưới biển, mà làm sao mà mình có thể mà mình lặn xuống mà dám đi vô cái khu vực mà hang ổ của những con thủy quái, những con cá sấu biển như thế này. Rất là ớn lạnh luôn. Em nghĩ tới đây em đã nổi óc rồi đó. Nè, hang nó guồn. Mình không thể biết được cái hang nào hang chính mà cái hang nào hang phụ luôn. Nó rất là nhiều những cái miệng hang. Bây giờ thì mấy anh chị em mình đã ra được tới ngoài miệng hang bên ngoài. Đây nè, cô chú anh chị mình nhìn nè, nó bóng nè. Đó, những cái dấu tích ngày xưa mà cá sấu nó trườn ra trườn vô mà nó bóng như thế này. Nó bóng lưỡng luôn như thế này và nó đen như là sắt như thế này nè. Cô chú anh chị mình thấy không? Đây là những cái vết mà ngày xưa cá sấu nó bò ra bò vô mà nó bóng như thế này nè. Ôi ôi. Ở ngoài miệng hang ngoài này thì nó có những cái như là bông đá của chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Ây da. Rất là trơn nha. Cuối cùng cũng ra tới ngoài rồi. Ui. Nam mô A Di Đà Phật. Ra tới đây mệt thiệt luôn á cô chú anh chị. Khoan khoan, trước khi đi ra đem qua đây, bên này nó có những cái hốc, những cái dấu xoáy mòn của nước biển ngày xưa. Đây nó có một cái thạch nhũ nè. Đây cái thạch nhũ. Bây giờ em sẽ đi ra ngoài nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ đi tiếp tục đi vòng vòng để tìm cái mặt lộ ở trong vách đá cho cô chú anh chị mình xem. Quá đẹp luôn rồi. Nè cô chú anh chị ơi, như kim cương. Thôi giờ mấy anh chị em mình đi ra ha, đi tìm khuôn mặt bí ẩn. Rồi bây giờ khi mà em đứng ở bên ngoài, em ra tới ngoài em quay lại một lần nữa, trở vô những cái hang của những con cá sấu này cô chú anh chị mình xem nè. Đây. Trời ơi, những cái ngọn ở trên cô chú anh chị mình nhìn kìa. Thì nguy hiểm quá chừng luôn cô chú anh chị ha. Không thể nào tưởng tượng được đây là một trong những bãi đá ngầm ở dưới biển ngày xưa, mà sẽ có một ngày mấy anh chị em mình sẽ vô trong những bãi đá ngầm này để khám phá như thế này. Những cái hốc hang mình đứng nhìn thôi là đã sợ rồi. Không ngờ sẽ có một ngày mấy anh chị em mình đi vô tới trong hang cá sấu ngày xưa. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình đi tìm khuôn mặt bí ẩn đó để ghi hình của chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị đồng hành hết video với em nha. Cái cây xương rồng. Đây chạy thẳng lên nè, chạy thẳng ra ngoài rồi cái đầu ôm bùng binh lên đây mình thẳng lên qua, rồi bắt đầu mình ôm bùng binh chạy đường này nè. Còn đường này là về giá chạy đường này nè. Nhưng mà như có cái dòng xiếng bọc lên gì lên như cô người dân ở đây hồi nào giờ cô có nghe người ta nói cái mặt người ở trên vách đá này chưa? Hồi nào tới giờ cô không từng thấy à, không có từng nghe luôn. Hồi nào giờ cô ở đây là không từng thấy ở đây lâu rồi, nhưng mà ở trên thạch động thì cái cảnh nó thì giống thạch động thiệt đó, giống cái chỗ hang thạch động đó. Nhưng mà hồi nào tới giờ thạch động có đi lên chơi mà không có từng thấy. Cô chưa từng thấy cái mặt nào ở trên vách đá vậy hả? Nhưng mà điều con cái là mình không có kiểu như là đi mình không có đem điện thoại theo mà mình chụp á,
cho nên là mình không biết là ví dụ như trong camera mình chụp nó có hiện lên chỗ đó không, thì cái đó chị không biết. Nhưng mà điện không phải hồi nào tới giờ ở đây chị không có từng nghe, mà nếu ví dụ như chị không biết thì cũng có người biết, không có từng nghe. Dạ. Không có từng nghe. Mà cô thấy lạ không? Cái gì đâu mà ở trong cái vách đá mà nó rành rành cái mặt nhìn thấy ớn. Không, cũng có nhiều khi cái đá cái nó thiên nhiên, nhưng mà nhiều khi mình chụp nó cũng có cái hình thù này, cái hình thù cái đó cũng có đó. Dạ. Nhưng mà điều cái là hồi nào bây giờ chị đi chơi đi lên nó chơi là chỉ có chui vô hang rồi chơi thôi, chứ chị không có từng tập máy mình chụp ở ngoài, cho nên chị cũng không từng thấy cái đó. Có sao mình biết là nó vậy thôi. Dạ. Từng thấy. Nhưng mà điều cái là mình đâu đi lên nó thử đây. Thành động á, nói chung là thành động hồi nào bây giờ cái đường này thì giống lắm, giống đường đi lên thành động lắm. Dạ. Như bà hai hồi nào giờ bà hai có từng thấy cái mặt người mà in trên vách đá vậy chưa bà hai? Bà hai ở đây lâu vậy rồi mà chưa thấy luôn. Không, mẹ ít đi lên đây lắm, mẹ quê ở Tân Hiệp. Dạ. Có con cái ở trên đây nè, lâu rồi mẹ đi lên đây chỉ đưa đi chơi thôi, mà mình cũng không có từng cầm mình chụp cảnh quan cho nên mình cũng không được không thấy. Dạ. Không biết cái đó là nó có sự thật hay không. Bởi vì bữa nay con mới đi tìm hiểu nè. Cái này là lên trên thành động, lên trên thành động người cũng dám có. Cũng có thể là tại vì những cái này giống như cái vách đá nó thiên nhiên vậy đó, thì mình nhìn xa hoặc là nó cũng có cái hình thù giống thì cũng có thể. Cũng có thể. Chứ mà điều này thì chị chưa có từng lên nó không thấy. Mà bà hai chơi, theo như bà hai lớn tuổi như bà hai thấy nó lạ không, con hỏi thiệt. Nó quá thiệt mà nó lạ. Có cái gì nó không, chứ nó cũng có cái hiện tượng gì. Như đó là một cái điềm gì đó mà mình không biết được. Dạ đúng rồi. Mà con nói thiệt bà hai chứ con ở đâu? Con ở một trong An Giang Long Xuyên đặng. Dạ hả? Mà con thấy quá lạ cho nên bữa nay con mới đi tìm hiểu. Dạ hả? Mà hồi nào giờ con đâu có từng thấy mà cái mặt gì đâu mà nó rành rành ở trong núi vậy đó. Cái núi thì mình nhìn thấy là nó giống rồi đó. Dạ. Lạ lắm luôn á bà. Là bà ở đây hồi nào giờ bà chưa nghe luôn? Chưa, bà chưa nghe thôi. Ở Tân Hiệp lâu lâu lên thăm con vậy đó. Nhưng mà nếu như lạ vậy thì mình cũng phải sợ, có gì mình phải. Nhưng mà giờ tuổi bà chết cũng chưa rồi. Chơi như đợt hổm đó bà hai biết là ở Kiên Giang mình đó ha. Ở chỗ Rạch Giá tự nhiên chim nó bay về quá chừng. Chim nó bay về kính hết trơn chỗ cái tượng của ông Nguyễn á. Là khoảng dạ con ở Long Xuyên An Giang nè, là khoảng chừng là chưa đầy một tháng sau là ở Kiên Giang sụp đất hàng loạt luôn. Có cái điểm đó không? Cái điểm nhưng mình không có biết là cái điểm như thế nào, điểm lành hay điểm dữ những điểm thôi, chứ có cái điểm chứ không nghĩ hồng nào không có, bây giờ nó có là phải có cái điểm. Dạ đúng rồi. Bà hai nghĩ mà tự nhiên cái vách đá mà nó hiện lên cái mặt như thế là điềm lành hay điềm dữ? Con mới nghe hả? Dạ con mới nghe à. Con có trải nghe mà sẽ tả đây. Bởi vì bữa nay mới quyết định là phải đi tìm cho ra. Cái này là như trên là thành động đó, cái cảnh đó là cảnh thành động rồi. Nhưng mà rất giống. Nhưng mà cô, con nhìn ở trong hình mà con thấy con sợ luôn á. Đúng rồi, trên thành động có cái núi đẹp lắm. Nhưng mà điều của thằng nào bây giờ chỉ chui vô hang chơi thôi, chứ mà điều chưa có từng đứng mà lấy điện thoại chụp bên ngoài. Dạ. Rồi con cảm ơn bà, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Bài cái hướng này luôn hả bác? Là cái này là cái mặt người nó in trên vách đá như vậy luôn đó hả bác? Mặt người người ta đâu quên mà, nhưng mà mặt người đó nó mặt người lên vách đá đâu quên, nó có cái quên mà cái này không có con kỹ rồi coi. Dạ. Bác mà cái mặt người đó là nó tồn tại ở đó lâu chưa bác? Đó giờ lâu lắm rồi, chưa giờ được. Mà cái tích về cái mặt người đó ở đây có ai biết không bác? Con ta biết chứ tôi không cần cái vụ đó đâu. Đông hồi xưa đều mà đờn có tật xanh đồ đó nó cũng thiên nhiên tạo quá. Nhưng mà cái này là tôi nhớ cái mặt người điểm đâu ấy nè. Tôi có đi mà tôi quên là mọi chắc nữa nhớ hình như là ở thành động chứ không đâu chứ. Chứ không đâu có này chứ. Là bác cũng đã từng đi lại tới cái mặt người đó rồi. Mà tôi quên đi lâu cũng nhiều năm mà cái chút năm. Mình nhìn ở ngoài nó bự dữ không bác? Nó lớn lắm rồi. Mặt nó lớn mà đụng mà bự gì. Chàng ơi, nó bà lớn. Bự gì nè, mặt bự lắm. Thôi, là nó in gành gành trên vách đá vậy luôn đó. Ừ, nằm trên đá nó hình như là không biết ai điêu khắc hay sao mình không biết ha. Nhưng mà theo tôi nghĩ đó là điêu khắc chứ không có khi nào thiên nhiên tạo quá người đó. Dạ. Lâu lắm rồi, nhớ lâu lắm rồi. Dạ.
Rồi con cảm ơn bác. Lại đó hỏi người ta. Dạ. Mấy người lớn tuổi người ta biết. Vậy là con cứ chạy thẳng hoài luôn. Chạy thẳng hoài đi hoài mà cái chợ Ba Hòn cái dòng xây á, cái chỗ dòng xây mà đi hoài qua cầu lớn đã tới chợ Bùng Binh hỏi đường Thạch Hiển đâu quẹo đâu dân đi hoài thẳng hoài là. Dạ dạ dạ. Từ cái Ba Hòn của nó là cái này cũng xuống. Dạ con cảm ơn bác. Đây rồi cô bác ơi, sau một khoảng thời gian vất vả tìm kiếm thì cuối cùng em cũng đã tìm được khuôn mặt bí ẩn xuất hiện ở trên vách núi. Cuối cùng em cũng tìm được rồi, và vị trí chính xác ở đây là Thạch Động Hà Tiên. Cô chú anh chị mình nhìn nè, em nhìn ở bên ngoài mà em nổi óc luôn. Người dân ở đây thì sau một hồi em hỏi, người dân chia sẻ ở đây là như là mình nhìn như khuôn mặt của một vị thần khi đứng từ ở dưới nhìn lên. Nhưng mà khi mà mình lên trên mình tiếp cận thì chỉ nhìn thấy đá và đá thôi. Đó cũng là một cái sự màu nhiệm, khi chúng ta đứng xa chúng ta mới thấy. Đây mắt mũi hốc mắt miệng đồ cô chú anh chị mình nhìn thấy rõ không ạ? Rất là ghê luôn cô chú anh chị ơi. Em nhìn mà em nổi óc cục luôn á. Chàng ơi coi kìa. Vậy là nguồn tin chính xác hả cô chú anh chị? Không có phải là thiêu dệt nha. Đây một khuôn mặt rất là bí ẩn ở trên vách Thạch Động Hà Tiên, nhìn ra biển. Để em zoom gần lại nè. Cuối năm thìn sẽ loay vận chuyển xứ Hà Tiên linh hiền cơ quan. Nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra. Khuyên sanh chung gần xa vân cạn, dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông. Chúng sanh phải tưởng giống dòng, hiệp tâm hiệp trí cột đồng nhà Nam. Mình đứng ở xa như thế này nè cô chú anh chị thì mình nhìn thấy rất là rành rạnh luôn, nhưng mà khi mình lại gần nhìn lên thì mình không có thấy, chỉ thấy một ngọn núi trơ trọi thôi. Rất là kỳ lạ luôn ha. Giờ thì em sẽ đi vòng vòng tìm một hai người dân ở khu vực nơi đây để mà mình cùng tìm hiểu xem như thế nào, để xem mình có nắm được một xíu gì đó thông tin ở đây hay không. Nhưng mà cái nguồn tin thì chính xác là 100% là có nha cô chú anh chị nha. Dạ. Sao bà? Dạ. Mới dọn đây thôi. Dạ. Như từ hồi xưa tới giờ bà hai ở đây, bà hai có thấy không? Không, không có thấy đâu chỗ này. Mới anh này nói nãy mới thấy, nó có từng thấy bên trong. Tại vì á tụi con ở xa, tụi con lại đây, tụi con cũng nghe bà con người ta chia sẻ, nhưng mà thật sự là tụi con nhìn tụi con thấy mà nổi óc luôn á.
Nguyên một cái mặt người mà hiện ra trên vách đá như vậy. Hồi nhất thiết thì cũng có, mà nó ở trong, nó mọc ở trong. Dạ. Như đời thời quỷ ở thì nó mọc đầu, cái đầu Mỹ quỷ. Dạ. Tới giải phóng Bắc Hồ cách mạng này nè, thì nó mọc ở bên trong, nó có mọc bên ngoài. Cái này tôi mới thấy ở bên ngoài này thôi, tôi cũng có để ý. Đâu nhìn thấy ở cái chỗ nào bà hai? Đó. À. Đâu 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 bà? À. Dạ 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 dạ. Là hồi nào giờ bà hai có để ý không? Hồi nào tới giờ chị không có để ý đâu. Hồi xưa thì nó mọc bên trong, nó không có mọc bên ngoài. Mới chú nãy lại mở cho tôi coi, rồi tôi coi lại chị lấy ra coi đi nè. Nhưng mà bà hai thấy lạ không? Lạ. Bà hai nghĩ là nó có cái điềm gì không bà hai? Mình bây giờ cũng mình chưa biết nó có cái điềm gì đâu, mà cái vụ tích hồi xưa thì nó mất hết rồi. Làm bán vé bán gì làm khu du lịch này nè, hồi xưa có vú mẹ nhiễu nước một năm suốt một năm đó. Rồi ở trong đó, cái giếng mà nó đào hầm á, thảy dừa thảy gì nó lấp hết rồi đó. Mà tôi ở đây cũng ít để ý thôi nữa, ít để ý coi thôi nè. Bà hai ở đây biết bao lâu mà hồi nào giờ bà hai không để ý luôn? Không để ý. Chàng ơi, đâu có để ý coi. Nhưng mà coi trên đó không chị? Hồi xưa nó mọc bên trong, nó không phải mọc bên ngoài. Dạ. Là bà hai mới thấy đây luôn. Mới xuống này đợi. Dạ. Ừ, tôi đi lấy tô cho. Dạ dạ dạ. Cái đồng người gì đó, nhìn từ sự đây bên đây nhìn nó ra đâu, nhìn bên kia. Dạ. Mà nhìn bên kia, bên chợ tỉnh Đồng á, nó nhìn ra thấy cái đứa xa xa, nhìn thấy cái núi này giống cái đầu bình thường. Ngộ. Ngộ thiệt ngộ ha bác. Cái nào hồi xưa tới giờ là đá mọc vậy đó, hoặc cái mình nhìn xa xa mới giống hóa thành cái đầu người thôi, chứ mình gần gần cái bình thường không có gì. Mình nhìn gần thì mình không thấy gì hết, nhưng mà mình đứng từ xa. Ừ, mình xa đứng gần xa mới thấy là cái đầu hình, cái đầu như là một khúc gì đó, cái đầu người gì đó. Bữa nay con nghe bà bác nói con mới biết cái vụ mà ở đây là Thạch Sanh, ở kia là Lý Thông á. Nào giờ con đi mà con không biết. Không biết hả? Dạ. Ôi, mình có lên núi chưa? Dạ chưa, con mới vừa tới đây hả? Có mấy Phật bà, Phật nổi, Phật gì trên đó. Có Phật nổi nữa hả bà bác? Có lên hôm qua, người ta chỉ dẫn mình. Ủa, Phật nổi đó là sao bác bà bác? Phật nổi với là có cái tường đá, có tường đá thì có Phật, có gì thành hình cái gì mà tôi quên nè. Công chúa hả? Công chúa. Bạn áo dài xanh. Dạ. Nhìn đi lên, đến đẳng là hướng dẫn thôi. Dạ dạ dạ, con cảm ơn bà bác nhiều nha. Dạ. Sau một hồi nhìn cái khuôn mặt bí ẩn này thì bây giờ em sẽ tìm một chỗ để mình gửi xe, rồi mấy anh chị em mình sẽ cùng đồng hành đi lên trên núi Thạch Động này để xem ở gần thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái gì không nha cô chú anh chị. Bây giờ mời cả nhà cùng đồng hành với em ha. Đây cô chú anh chị, sau khi mà em mua vé xong, lội lên khoảng một đổi muốn le lưỡi hổm kìa, hơi lâu rồi không lội núi, nay lội là hơi mệt, thì tới được khu vực được bà con chỉ là đây là cái nơi để mà chúng ta đi qua bên chỗ khuôn mặt bí ẩn của một vị thần đó. Giờ thì em sẽ đi dài dài qua đó để ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Mùa này thì ở trên núi non nó cũng hơi khô héo ha, cây cối đâu kìa cô chú nhìn kìa, nó khô khóc hết trơn rồi. Không biết đây có đường đi qua đó không nữa. Hay có lối nha, lối mòn không à. Núi Thạch Động này thì tương đối thấp chứ không cao. Đây, mình đứng đây mình nhìn xuống thấy dưới đường nè, kế bên nè. Đá ở đây phần nhiều là mình nhìn mình sẽ thấy những cái trầm tích của biển ngày xưa á cô chú anh chị.
Đây có một cái cây cây si hay là cây da vậy. Quá chừng rễ luôn. Em nghĩ là đường này chắc đúng đó. Chúng ta sẽ đi lần lần qua. Nhưng mà khi mà đứng ở dưới ở xa thì mình có thể thấy được cái khuôn mặt bí ẩn đó. Nhưng mà không biết khi mà lên gần ở trên này như thế này thì không biết có còn thấy hay không. Trên này em thấy hình như có một cái hang, cái hốc gì trên này. Em lên coi. Cô chú anh chị là phải đồng hành với em nha, không bỏ em một mình nha. Mô Phật. Mô Phật. Đúng rồi. Trên này có cái hốc hang. Hốc này khá sâu rồi của chú anh chị. Hồ có dơi bài. Em nghĩ là cũng lâu lắm rồi không có ai vô đây. Ở trong này thì bước tới đây cái hai cái giò nó mát lạnh rồi. Nhưng mà sâu quá. Nghĩ là chắc có lẽ là chưa ai từng đi vô trong này hay sao. Mở đèn ra này. Em đi vô vài bước coi sao. Sao đây nó mát cái giò quá vậy. Mát lạnh luôn á. Hay là do cái nhiệt mát của ở đây nó tỏ ra. À cái hang vô tới đây là nó cùng rồi. Ở trong thì cũng khá chật. Cho nên là mấy anh chị em mình sẽ đi ra nha. Nó cũng giống như những cái hang kia thôi. Tiếp tục đi xuống. Ôi. Không biết là ở trên này thì mấy anh chị em mình có thấy được cái mặt không nữa. Tại vì mình đứng ở xa dưới thì mình thấy được. Lên trên này thì em sợ không thấy được á. Ở đây là đầy những cái tảng đá. Mấy tảng đá này nhìn đẹp lắm luôn. Nó đủ hình thù hết trơn. Vết đứng dựng thôi. Đây nè, đây là cái khu vực mà cái chỗ này là chỗ cái mặt nè cô chú anh chị. Nhưng mà lên đây thì mình chỉ thấy một cái mỏm đá nó nhô ra thôi. Chứ mình không thể nào mà mình nhìn được bao quát như ở xa mà mình nhìn như hồi nãy em ghi hình cho cô chú anh chị mình xem. Cho nên cái này là không phải là nhân tạo hơn cô chú anh chị. Cái này là do thiên tạo nha. Những tảng đá nó chất chồng lên và nhìn ở xa thì như một khuôn mặt giống hệt luôn. Rất là đặc biệt. Và em cũng đã tìm lên tới đây để ghi hình trước sau cho nó tròn vẹn cho cô chú anh chị mình xem. Đó, đứng ở đây thì mình có thể thấy được. Nè, khu vực này là chỗ cái hốc mặt nè. Đó. Nhưng mà lên đây thì anh chị em mình không thể nào mà nhìn thấy được bao quát khuôn mặt như đứng ở xa nhìn lên được. Như này thì đá nó chất chồng lên những cái tảng đá vàng nè. Bởi nhiều khi bà con ở đây chia sẻ nói ở đây cũng như một vị thần. Khi mà mình lên đây mình sẽ không thấy được cái gì ngoài đá. Nhưng mà khi mình đứng ở dưới á, mình nhìn lên như chiêm ngưỡng thì mình sẽ thấy một khuôn mặt rất là rõ ràng. Đó, cô chú anh chị thấy rất là lạ không? Đó là một số bà con chia sẻ ở đây. Đây thì có những cái đá mà do ngày xưa nó cũng trầm tích ở dưới biển. Cái màu rất là lạ luôn. Thank you.
Ở đây hình như là nó đầy những cái thạch anh trắng như thế này nè, rất là nhiều nha. Đá ở dưới lòng biển nó lồi lên thì nó có những cái thạch anh trắng nè cô chú anh chị. Này là hoàn toàn là thiên nhiên nha cô chú anh chị mình. Ở đây nè, em đứng ở dưới nè, em nhìn lên em chỉ thấy là những cái tảng đá thôi chứ không thấy được cái gì gọi là cái mặt hết trơn. Nhưng khi đứng ở dưới á thì mình sẽ thấy được bao quát nguyên một khuôn mặt. Bây giờ đứng trên này là chỉ nhìn thấy như vậy thôi nè. Đó cô chú anh chị mình, nhìn sao tưởng tượng ra được cái khuôn mặt được. Phải đứng từ xa ở dưới mình nhìn lên mới thấy. Rồi và có lẽ là video tới đây thì em cũng kết thúc video ha cô chú anh chị ha. Hẹn gặp cô chú anh chị các bạn ở video sau của em nha. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Em cũng không quên cầu chúc cho cô chú anh chị các bạn ngày mới thân tâm an lạc, sức khỏe, may mắn, bình an và luôn thành công trong cuộc sống. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở video sau của em. Tạm biệt cả nhà.